Rồi quý vị ơi, tiếp theo là combo số 109 nha quý vị. Cái combo này có 6 cây sâm hương nha quý vị. 6 cây là 200 bao khuyến ship toàn quốc ha, anh chị em nào mua vui lòng chuyển tiền trước nha quý vị. Đây là cây số 1 nè. Đó, này cây số 2 nè. Cái lon bò cụm tỷ lệ nha quý vị, cái lon một cụm dưới nè. Đó. Đây cây số 3 nè. Đây cây số 4 nè. Này cây số 5 nè. Này cây số 6 nè. Cái này 6 cây 200 này tôi làm bầu lại phân nửa nha quý vị. Cắt phân nửa nha, xung quanh thì tôi gọt gọn lên luôn nha. Gọn lại là quý vị về, quý vị vô chậu quý vị chơi luôn, hoặc là quý vị phải bớt thêm miếng nữa nha. Chứ không có để nguyên cái bầu bự này nha quý vị, gọt nhỏ gọn lại chút xíu. Bữa nay tới 6 cây rồi, bữa 5 cây đóng còn mệt rồi, bây giờ 6 cây phải gọt nhỏ lại chí nha quý vị. Rồi xuống luôn nha, 6 cây 200.